thì bây giờ là tụi em sẽ đi đâu, tụi em sẽ đi đâu, thì mong anh chị em mình xem hết video này sẽ biết là tụi em sẽ đi đâu trong cái video này nhé. Đó. Ngon, ngon quá trời. Ôm vô, xích vô bẹo, ôm vô luôn. Đó. Lớn anh chị nè. Giờ là neo dán nè. Bé biết dán không? Bé. Chị với bé dán mà em là bèo nha chị, là bông em dán mà em thành bông luôn á, chị là bèo. Chị dán sao neo đó chị? Bé mà biết. Cầm miếng dán nè. Giống như là bây giờ á, xe ra đây nè. Em phải cầm, hai vợ chồng mình cầm. Giống như có ai gì là giống như là hộ niệm cho âu à, quên. Cho nguyện trong ngày đường đi, hai mà chạy ngang thấy giống như đọc ra cái chữ Di Đà coi như là người ta đã hiểu, người ta đã niệm vô trong tâm một chữ A Di Đà đó. Một người niệm được đi ngang được, là một người thứ hai là đọc được cái Di Đà, là người đó sẽ đọc được cho người ta và đọc niệm luôn, nghe cảm ơn đọc giùm mình bố thí pháp trên đường. Cái thứ ba nữa là người cõi âm ban đêm, khi mà những vong linh mà không được nghe kinh kệ mà được đầu thai á, thì em sẽ được bố thí pháp. Những năm sau đi đêm người ta sẽ dùng chữ A Di Đà, ta sẽ nguyện trong tâm là người ta sẽ cũng mong nguyện cho đông học cái lịch sử thôi về thành đầu việc giờ. Tham nô một đường một dán một miếng thôi, tại vì dán nhiều quá thì nhiều anh đô thị chưa có hiểu rõ là mình dán cái gì, người ta sẽ lợi la mình tặng mình cục này nè, đơn thấy giản nè. Thôi đó. Đó em thấy không nè, mấy cái này nè đó, nó bị tháo hết trơn. Câu này là câu hiệu pháp của Phật pháp, mình dán nhiều thì thế là mình sẽ mang hội rồi mình đi tiếp nha. Mấy ông cộng nghĩ ra đường thì em cũng nhất là coi pháp coi nhạc cái ngày này rồi về trong ban đêm buồn buồn tối là đánh lên chè đeo cho bỏ mặt nghe coi thầy dạy các cho hai chưa hiểu điểm là chưa nghe kinh cỏ chưa hiểu điểm kinh cỏ để cho mau của mình đi. Thứ hai là hai đang chưa có đồng ngân đang nhạc khổ, chưa có muốn người ta chưa có làm từ thiện kia, có khả năng mà mình khổ quá mình nghèo quá chưa có khả năng làm từ thiện thì mình sẽ là để cho mình hèm đạt hết chứng mình vừa với là vừa bố thuyết pháp. Bây giờ mình đã tiếp vật giờ ngoài đường gió quá, nhiều khi chị Neo nói chị có thể là anh chị mình nghe không rõ, là chị Neo là nói chung chị Neo cũng khó khăn, thì chị Neo cũng hướng Phật á, thì chị Neo muốn làm việc thiện, nhưng mà chị Neo không có khả năng mà từ thiện gạo hay là bất cứ nhu yếu phẩm nào khác, thì chị Neo sẽ
cúng dường bố thí cái câu pháp, cái câu mà Nam Mô Di Đà Phật á, nhiều khi á, anh chị em ở ngoài đường mình đi chạy ngoài đường á, nhiều khi mình có cái công việc gì đó mà mình muốn mình làm cho nó nhanh quá, nhưng mà nhiều khi á, có cái câu này, có một cái câu này ngoài đường, tự nhiên cái mình chạy ngoài đường mình thấy được là tại sao trên cái cột điện này, rồi, tại sao cột điện này tại sao có một cái câu pháp là Nam Mô Di Đà Phật, thì lúc đó tự nhiên cái một chữ là quá là cùng pháp. Đúng rồi, thì người ta sẽ thấy cái chữ này xong người ta sẽ đọc thì lúc đó nhiều khi mình sẽ nhìn nhận lại là nó có cái giống như là cho mình để mình chậm lại á. Thì nói chung cái đó là người dương, thì còn về cái phần người âm á, thì như chị Neo hồi nãy đã chia sẻ, thì nhiều khi người âm á, người ta ra được người ta thấy được cái từ này, người ta cũng có thể là siêu thoát được. Ý của chị Neo là vậy. Đường thẳng mà xe vừa chạy tới ta vừa thấy cặp mắt nó từ cao quá rồi. Đúng rồi, đường cao quá. Giỏi. Như ta đang chạy lên đó. Giỏi, lấy chuyện không có nó cao. Cao quá ông nào. Chữ không anh, không có ra coi cái chữ gì vậy, thấy không, cái đèn đỏ người ta thấy rồi, đúng rồi đúng rồi, cái là cứu người đi đường, đúng rồi, ngay sáng đỏ chị em bé nha, đừng có mẻ nha, cái là mở dưới bên kia như có đúng không? Còn để có không ta? Kệ chị Neo. Ủa cái là mô phần cũng muốn chữa bệnh ha. Của chị dán á hả? Sợ nó bung cái đó dạ. Bị xé, bự quá dễ bị xé.
Vậy không? Em dán chỗ này nè. Dán mấy chỗ nào mà dễ thấy á, buổi sáng. Rồi dán cái tài kìa. Đó, ừ, cầm cho nó thẳng rồi vuốt xuống. Cho nó đều keo á. Cái nghe này ít lắm đi luôn có sẵn không? Ôi xong qua cái cột bên kia luôn kìa. Sao nhưng mà từ lúc chị làm cái này chị thấy trong lòng chị sao, thấy vui không? Nói chung là vừa cảm thấy vui, một phần là được hộ pháp chư thiên gia hộ, là chỉ con đường cách bố thí pháp, cách bố thí cho những người không đồng. Nhà ai không đồng chứ nguyện làm nhầm người ta có đồng á, vô chùa bố thí này nọ, cách làm từ thiện nhiều người như chị ước nguyện lắm, mà biết khi nào còn mình có tiền thì thôi. Nếu mà ơn trên độ cũng có anh em giúp, anh em cộng đồng hay trong nhà là người giúp đỡ cho một nhưng mà cái này là ai nghĩ ra, chị nghĩ ra hay là có ai chỉ chị không? Chị có nghe giọng như là một cái lời giảng của thầy giảng là cấp bố thí nhẹ kinh kệ đồ nhưng mà cái là thầy nói là hay nữa là người ta chưa từng cũng biết một con Di Đà trong nhà mà biết tụng kinh mà người đi đường. Nhưng mà đang tập sự nè, giờ như chữ A Di Đà là cũng như là niệm trong tâm rồi đó. Vừa niệm dùng hộ niệm dùng người ta mà hộ niệm dùng cho người bố thí pháp, rồi còn hộ niệm dùng người mà hộ niệm dùng cho những thói âm khi ban đêm xuất hiện nha. Muốn về Tây Phương Cực Lạc phải nghe kinh kệ mới được về trời, nhưng mà người ta ngồi ngoài đường thì chân người ta chưa nghe kinh, ta chưa về được. Thì hôm nay là chỉ muốn bố thí về cái này là ban đêm, người ta sẽ phát hiện, người ta thấy chữ Nam Mô, có người mỗi đêm người ta đi ngang cái chữ Nam Mô là người ta sẽ xin xoa tình độ được Ai Di Đà rút đi. Qua bển không? Ờ đi qua bển luôn rồi, mấy cục đạn đó. Bẻ 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 bẻ. Bẻ 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 nhìn băng qua đường mà nhìn thôi đường cao quá thấp xuống vậy đó dán nhà đâu. Mình thấy cái này cũng hay cả nhà, thấy cái này cũng hay á. Đúng rồi, nhiều khi có nhiều người ta đi vô ngoài đường á, người ta nói chung cái câu này nó cũng không, cái câu này á là nó cũng gọi là ai cũng sẽ biết á, nhưng mà nhiều khi mình đi chạy xe ngoài đường á mình không có nhớ ra, nhưng mà khi mình nhìn được cái này cái là mình nhớ ra, mình niệm. Ok. Qua kia luôn đi rồi phải chốt luôn. Qua kia luôn đấy rồi. Thầy cũng hay cả nhà ha. Ngay tủ điện cũng được nữa cho mấy người đi bộ. Đấy là cao quá sợ tao không thấy á. Thấp xuống. Quá chị, thấp quá chị neo nó là sợ tao lột. Nè tủ điện cũng được nè em. Thấp quá sợ tao lột quá cả nhà chứ không. Bé bà muốn nhấn thấp. Chị neo nó có lý, cứ đúng với chị neo thì chị neo nó là dán thấp quá sợ ê điện thu không? Không sợ đâu, dán bên hông vậy đó. Ngược. Nói chung mình cũng hy vọng là mấy anh rồi đừng có tháo xuống mắt công. Nhiều khi mình đi dán cái này là mình muốn là truyền tải một cái câu này cho nó thật là hay đến chứ mọi người, nhưng mà nhiều khi á thực sự là mình cũng biết là do là nhiều khi có mấy anh đó, mấy ảnh hay đi mà xé mấy cái dán ở trên cục điện này nọ nè, thực sự là còn mấy cái dấu bị bỏ nè. Đó, mình chỉ sợ là mấy ảnh gì khi mà lâu lâu mấy ảnh đi cái là mấy ảnh chơi mấy ảnh xé mấy cái này luôn. Ok. Như vậy cách đây không bao lâu thì Neo cảm thấy giống là trong lúc mình đang đau khổ mà mình không có nghĩ tới những chuyện là Phật pháp kinh điển, mình không nghĩ tới là sẽ cao siêu như vậy, sẽ là đắc độ như vậy. Chỉ biết là cầm nhang vô chùa nếu nhang giấy cho Bồ Tát ra Phật ơi cứu con, Bồ Tát ra Phật ơi cứu con, mình đâu có nghĩ là người ta là đã giáo hóa thân về trời, người ta thuận độ về trời. Chỉ biết cách Phật là ngồi để cho mình học, cách mình tu tâm thuận tịnh mà cho mình học theo,
còn Bồ Tát là hóa thân để cứu mình đi đường đi đời, chứ đâu phải mà nghĩ mà mình chỉ biết vô giám mà mình không làm được thiện, không có cứu được. Thì mà em mới nghe thầy giảng, nghe kinh kệ thì mới hiểu, không rõ là mình biết cách đứng đánh đàng hoàng, biết cách dạng như là có bao nhiêu mình giữ cha mẹ thì mình dư bao nhiêu, mình lo cho cuộc sống mình có ơn trên nghĩa, đó là Phật pháp cao điểm Bồ Tát sẽ cứu mình. Thì hôm nay á, em cũng được ơn trên là cũng là Bồ Tát chưa đi năm hồn hồn hộ pháp gia hộ, là độ các anh chị nhiều quý nhân nào giúp đỡ được phần một nào, thì em cũng nguyện là quay lời trả ơn, giống như là bố thí nhẹ hay là đồng nhân ít, là bố thí pháp, bố thí Phật, là Phật kinh, Phật điển, là nhờ Di Đà là thanh tịnh người đi đường. Cái thứ hai nữa là vì bố thí bố quán thế Bồ Tát là cứu khổ đau đang những người đang đường, những chuyện gì xấu người ta sẽ đều dầm vô quán thế Bồ Tát, niệm một câu quán thế Bồ Tát là chờ Bồ Tát sẽ gia hộ độ tất cả. Đó, là như vậy là mình nguyện đã được thành chính quả, thành đắc đội giác ngộ, thì em cũng muốn là bố thí cho những người đi đường cũng được nguyện giống như em á. Em cũng cảm ơn anh chị cộng đồng nè. Thì một lần nữa xin cảm ơn một người chị giấu tên, cũng như là cảm ơn chị Neo đã chia sẻ những cái ý nghĩa này bố và cái pháp này. Hả? Cái đó gọi là bố thí pháp. Bố thí pháp. Đây là lần đầu tiên nói nên là không đúng với cả nhà, không cảm ơn qua. Nhớ đăng ký và làm việc chia sẻ cho mình nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.